chào mừng quý vị đã cùng đến với vòng 1 được mang tên Tình yêu của bố. Đây là cái vòng mà phải nói là MC sẽ được khai thác, sẽ được nghe tất cả những tâm sự cũng như chia sẻ của các anh về bé. Thì không biết là ở nhà đó thì bé sẽ dành thời gian chơi với lại bố hay là mẹ nhiều hơn ạ? Bây giờ em hỏi anh Hiếu Thành trước đi ạ. Ở nhà ngoài thời gian học ra thì đôi khi chơi thì có thể là chơi ba nhiều hơn. Hồi nãy có chia sẻ là chơi nhiều trò chơi đó. Nhiều trò chơi hơn. Dạ. Ví dụ như bé thích đi nhiều lúc vậy. Tập xe đạp nè, là ba tập cho bé, hay là chơi đánh cầu lông. Đánh cầu lông. Cái này để bé cãi đi. Bây giờ cãi cái này để bé cãi. Rồi, cái gì nữa nè con dạ, gái? Dạ chơi cờ vua. Cờ vua. Rồi đá banh. Đá banh luôn hả? Dữ vậy. Lát. Rồi lát luôn. Con xếp hình nè. Xếp hình. Rồi. Lắp gáp. Quá trời trời ơi luôn. Vậy là chúng ta chơi rất là nhiều. Vậy nhà là chạy bỏ đầy nhà luôn. Bỏ đầy nhà à, nhưng mà giờ cái lúc mà mình chơi xong đó thì ai là người dọn dẹp cái đồ chơi đó? Dạ con. Con giỏi ha. Vậy là giỏi rồi. Rồi không biết là bé Uyên Linh sao? Con không được ba cho chơi cái gì luôn á. Con chơi với mẹ không? Ở nhà là chơi với mẹ nhiều hơn hả anh? Vì sao vậy anh Kiến An? Tại sao anh không có thời giờ chơi với con ạ? Cũng có, bình thường ở nhà cũng chơi đá banh, rồi đập gói, hai bố con giỡn với nhau trên đường. Mấy gói đập, ba đập rồi. Khoan từ, em thích nghĩ cái trò chơi đập gói, ví dụ như con đập thì nó nhẹ, bố đập chắc bé bật ngửa ra. Con đập ba, con mới sợ con. Ủa vậy hả? Ủa mà bé gái xinh xắn dễ thương vậy sao anh không cho chơi những cái trò chơi banh đũa nấu ăn của bác sĩ búp bê đồ mà anh cho chơi đá banh rồi đập gối ha anh Kiến An? Dạ thấy vui dễ thương anh ơi. Như vậy thì cái thời giờ mà anh dành cho bé nó là khoảng bao nhiêu trong ngày ạ? 1 tiếng, 2 tiếng hay là 5 tiếng ạ? Mình chơi á, thường là mình ở nhà mình thường hay nấu ăn cho bé. Dạ. Mình xuống rồi mình rửa rau, sơ chế thức ăn, rồi mình nấu nướng. Ở nhà mình là đầu bếp ở nhà. Dạ. Ủa gì vậy? Chắc vợ bắt giống em đúng không? Vợ bắt nấu ăn. Có thật sự là như vậy không? Có thật sự như vậy không? Chị Hằng, vợ anh Kiến An, chị Phượng, vợ anh đang ngồi coi. Hai bà vợ mong muốn ông bố mình phải biết nấu ăn, đúng không anh? Dạ. Đó. Vậy hả? Chị em hỏi là không biết là hai bố mình có cái kỷ niệm nào với bé không ạ? Kỷ niệm mà mình đáng nhớ nhất từ lúc mà bé còn nhỏ tới giờ. Kỷ niệm là nói chung là trong đời mình có hai cái mà gây cho mình nhớ bé nhiều nhất là lúc bé mới sinh. Lúc bé mới sinh là lúc đưa bà xã vô bệnh viện là 3 giờ. Ba giờ tới sáng 4 giờ, không 3 giờ chiều. À, 3 giờ mà chiều. Tới 4 giờ sáng bắt đầu bé mới sinh. Nhưng tại vì mẹ đầu là sinh dự kiến là sinh thường. Yeah. Nhưng do trục trặc gì đó là cuối cùng sinh mổ là 3 giờ 4 giờ sáng mới mổ. Yeah. Nhưng có một cái là tại vì mình thì quê ở miền Trung. Yeah. Yeah. Vô đây tức là chỉ là hai vợ chồng cũng có bà ngoại đây, nhưng bà ngoại thì bận việc, bà ngoại vô xong rồi bà ngoại về sớm. Yeah. Rồi cuối cùng đến 4 giờ sáng cái mới bác sĩ kia mổ có một mình anh à? Một mình anh. Đúng. Trời ơi. Bối rối đúng không anh? Mình không biết lúc đó là mình chưa có cái kinh nghiệm nào hết. Dạ. Rồi không có ai để hỏi. Trời ơi, nói chung là mọi thứ đều sợ rồi, cảm giác nhiều lắm. Rồi cuối cùng đến 4 giờ bác sĩ kêu bé sinh được rồi. Bùng mẹ ra là ba là bố nhìn trước. Không, bác sĩ bùng ra là trong ba nhìn mặt trước. Dạ. Rồi sau đó mới đưa vô mà. Trời ơi, cảm giác nó khó tả lắm kìa, nói chung là giờ không biết được. Rồi cái lúc mà gần xuất viện bạn bè. Ô con mình lại tôi nữa, cảm lại thấy mình. Ôi trời, cảm giác nói chung là lúc đó là giống như nhắc mắt cái từ rơi ấy. Rồi khi kia một cái kỷ niệm sau này là khi mình cái thời gian mình đi dạy á. Yeah. Đi dạy đi nhiều lắm, dạy nhiều là bé lúc đó là bé đến mới có 2 tuổi, bé nhà với mẹ. Lúc đó đang đạp xe đạp á mà bé tự nhiên tức là giờ vô tình giống mình giờ đang cầm điện thoại. Đang quay bé đúng không? Không đang quay, không phải là đang quay. Yeah. Mà giờ đang dụ mình cái đang cầm điện thoại bấm gì đó. Yeah. Thì vô tình là Thư này đang tập xe đạp nhỏ đó. Yeah. Vô tình lại điện thoại đó. Alo, tức là tưởng tượng. Tưởng tượng cái điện thoại cầm lại điện thoại gọi cho ba. Mà vô tình mẹ quay lại để cho MC
có cái clip luôn à, dạ. À có cái clip. Ủa, đó luôn ha. Ồ, là do là mẹ đang bấm điện thoại thì bé giống như bé nghĩ đó là cái điện thoại bé Tự à, làm. Bé Thư mới có 2 tuổi. 2 tuổi đây, thôi hả? Có bằng chứng rõ ràng nha. Wow. Đây, con. Dạ. Nào nè. Ôi alo nè, alo. Dạ. Alo ba, alo ba. Đầu dây bên kia nghe khá rõ, khá rõ. À, đây nè anh, đây. Ngồi coi đó. Trời ơi cưng quá. Gặp. Mà mới 2 tuổi thôi đó. Con đó Thư ơi, con đó. Cái lúc mà anh coi cái đó là mình xúc động đúng không anh? Bây giờ anh vẫn xúc động kìa. Em thấy là anh đang rất là xúc động. Rưng rưng vặn. Hôm nay tới đây mình thử thách. Không vì anh nếu mới trong đầu thôi anh, mới trong đầu. Không, mỗi lần nghe là cảm xúc lắm. Dạ. Dạ. Anh muốn khóc anh khóc luôn nữa. Nghĩa là chưa bao giờ mà. Dạ. Ở chương trình Bố Là Tất Cả tụi em á, những cái gì mà bố làm đều là khán giả yêu mến hết và rất là trân quý và không. Khán giả muốn thấy được những giọt nước mắt của con bố. À. Vì đó là tình yêu của bố mà. Đấy. Chúng ta ở vòng 1 tình yêu đúng của bố. Không, thật sự em cảm giác nếu như mà bản thân anh Hiếu Thành mình ở mình đi xa mình làm nhớ con, mình cũng nhớ vợ, mà tự nhiên nếu như mà vợ gửi cho cái clip đó, em đảm bảo cái khoảnh khắc mà ảnh đi làm ảnh nhìn cái đó, anh sẽ không thể nào anh kìm được cái đúng cảm xúc. Mà nhìn rất là dễ thương cái hình ảnh. Alo. Ba, trời ơi, em nói ba, em cũng đang rất là xúc động luôn á, thật sự. Nói chung là thật sự là cái khoảnh khắc này là nó tự nhiên. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà bây giờ sau này mình giả sử lâu mình ngồi có lại thì cũng được là cảm xúc. Dạ. Yeah. Nó thích là bên đây gia đình này là khá xúc động rồi. Không biết gia đình bên đây thì như thế nào, anh có cái kỷ niệm nào? Kỷ niệm á thì anh dắt gia đình hay mẹ con á đi chơi ở Vĩnh Hy, lần đầu tiên mình tới Vĩnh Hy á. Em ở đó rất là đẹp đúng không anh? Rất đẹp là lắm. Đẹp mà xuống lặn coi san hô, thuê một nguyên một chiếc tàu. Yeah. Gia đình mình với thêm một gia đình nữa, hai gia đình gộp lại là thuê một chiếc tàu đi lặn san hô. Lần đầu tiên bé được bóc chạm con san hô. Dạ. Con sứa nữa. Lúc đó như thế nào là Uyên Linh? Lúc đó mình như thế nào vô con đó cảm giác mình bóc cái con vật đó lạ, con sẽ cảm thấy như thế nào? Dạ, con bóc con sứa con cầm trên tay, lúc đó cảm giác của con giống như là cục xì lam vậy. mềm. Rồi cái đó là được đi chơi với bố đúng không? Dạ. Dạ. Ngoài Vĩnh Hy ra bố còn chắc con đi đâu chơi nữa? Vinpearl Phú Quốc đó. Vinpearl Phú Quốc. À, Phú Quốc. Nói chung là bố dắt con đi đảo khá nhiều đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, không biết là sẵn đây thì bố có thể chia sẻ là lần đầu khi mà đưa mẹ đi sanh thì cảm giác của bố như thế nào? Lúc đó thì mình hồi hộp. Dạ. Rất là hồi hộp mà mình biết là cũng bình an thôi, không có gì hết. Tại mọi thứ đều nằm trong tầm tay. À, bữa là đó, mình đã có sự chuẩn bị đầy đủ. Có chuẩn bị bữa đó là mẹ của bé đó là ăn bột chiên, chở đi ăn bột chiên xong rồi mới đi khám. Khám xong thì bác sĩ mới nói là giống như nhịp thai á, nghe hơi yếu rồi, thôi định muốn để ngày mai hoặc là tối nay cũng được, thì mình quyết định ngày nào cũng được. Bây giờ vậy thì quyết định làm cho lẹ. Rồi, cứ vậy thôi. Đi là sanh ngay trong đêm đó. Ăn xong bột chiên là đi sanh. Thật ra bố rất là dứt khoát. Đẻ là đẻ liền. Không biết coi gì hết. Nói chung gia đình ở đây có điều kiện em. Giờ thích ăn bột chiên, cho ăn bột chiên. Thích đẻ là đẻ. Thích không đẻ có là đẻ. Yên tâm hết rồi. Mọi thứ, ví dụ có vấn đề gì không sao cả, bác sĩ lo. Giống như anh cứ ngang anh yên tâm về cái chuyện đó. Còn bên kia thì bố là hơi lo lắng băn khoăn. Tại vì cũng lần đầu tiên. Nhưng mà lần đầu tiên của anh cứ ngang có vẻ như là rất là chuẩn bị sẵn sàng đúng không ạ? Dạ. Anh có đi học những cái lớp mà dự sanh hoặc là những lớp tập huấn là trở thành ông bố mà có luôn hả anh? Có, tại vì mẹ đi thì mình cũng đi chung luôn. Ẵm em bé như thế nào, tắm cho em bé thai tả như thế nào mình tập hết. Mà kể cả nấu ăn mình cũng biết, làm việc nhà cái gì mình cũng biết hết. Trong ngoài mình biết hết, không có gì đâu. Khó đâu. Đó, em thấy là qua cái chương trình này thì em nghĩ là các bố người ta phải rút kinh nghiệm cho mình. Sau này nếu mà có cái dịp là đưa vợ mình đi sanh, mình cũng chịu khó mà nãy học hỏi những cái kinh nghiệm đúng không anh? Để mà chúng ta không phải bị bối rối. Nhưng mà nói gì thì nói, dù bối rối hay chuẩn bị, thì bây giờ cũng đã có hai cô công chúa rất là xinh xuất hiện ở chương trình Bố Là Tất Cả rồi. Nói chung là vậy là đủ rồi đó. Là thấy là bé là cũng là có cái thời gian dành cho bố khá là nhiều.